Thầy Nguyễn Quang Hải xin chào các bạn học sinh lớp 12. Hôm nay Bộ Giáo dục đã công bố đề cho kỳ thi tốt nghiệp kể từ năm 2025 trở đi. Sau khi đọc và nghiên cứu đề này thì thầy có một số nhận định như sau. Thứ nhất là về mặt cấu trúc đề thi, Bộ Giáo dục đã công bố khá lâu rồi và đề đúng như công bố trước đây của Bộ Giáo dục. Đề thi được chia thành 3 nhóm câu hỏi. Nhóm câu hỏi thứ nhất là nhóm câu hỏi trả lời. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, để tạm gọi là theo trắc nghiệm theo kiểu cũ, trong đó có một đáp án trả lời đúng. Thì nhóm câu hỏi này liên quan các phần kiến thức của chương trình, nó là khá là cơ bản. Nhóm câu hỏi thứ hai là nhóm câu hỏi đúng sai. Nhóm câu hỏi đúng sai là mỗi một câu hỏi có 4 phương án trả lời, có 4 nhận định, và thí sinh sẽ phải đọc để nhận xét là cái nhận định này là đúng hay sai. Nhóm câu hỏi này thì được phân chia ra 4 câu hỏi này thuộc 4 chương của chương trình lớp 12. Chi tiết hơn nữa thì tí thầy sẽ nói. Nhóm câu hỏi thứ ba là nhóm câu hỏi trả lời ngắn. Chúng ta đọc đề bài, rồi dùng các kiến thức, vận dụng kiến thức để làm để ra đáp số cuối cùng, rồi sau đó chúng ta điền đáp số vào, điền đáp số để trả lời câu hỏi này. Thế thì với cái cấu trúc đề như thế như này sẽ làm giảm cái sự may rủi khi chúng ta không biết và chúng ta điền được. Cái này là cái rất là tốt. Trước đây cái đề thi cũ thì chúng ta biết là những câu hỏi khó nhất của đề thi, rất ít bạn có năng lực có thể làm được câu hỏi này, và chúng ta cái câu hỏi đấy nó trở nên là câu hỏi rất nhiều bạn khoanh bừa, và khoanh bừa vẫn có thể may rủi được chúng được. Còn bây giờ thì những câu hỏi, ví dụ như câu hỏi về đáp án, thì chúng ta không thể may rủi được, chúng ta phải tính ra được đáp số cuối cùng chúng ta mới có cái điểm. Hay cái nhóm câu hỏi thứ hai, câu hỏi đúng sai, là nhóm câu hỏi này cũng có thể may rủi, nhưng vì cách chấm điểm mới làm cho kết quả mà khi một bạn thí sinh nào đó không nắm được kiến thức để đạt được điểm ở đó là khó khăn. Nhóm câu hỏi này thì mỗi một câu hỏi có 4 nhận định như vậy. Nếu chúng ta trả lời đúng cả 4 nhận định này thì được 1 điểm. Còn nếu chúng ta trả lời đúng 3 nhận định thì chúng ta chỉ được 0,5 điểm thôi. Chúng ta trả lời đúng 2 nhận định thì chúng ta được có 0,25. Còn chúng ta trả lời đúng 1 nhận định thì chúng ta được 0,1. Và với cách chấm điểm như thế này làm cho cái sự may rủi khi chúng ta không có kiến thức mà làm bài thi nó giảm đi rất nhiều so với kỳ trước đây. Đây về mặt cấu trúc đề thi. Cái thứ hai nữa là về mặt phạm vi kiến thức, thì thầy nhận thấy là chủ yếu kiến thức để xử lý những bài tập trong cái đề thi này là kiến thức thuộc chương trình lớp 12. Tuy nhiên, các kiến thức mà chúng ta được học ở chương trình lớp 10, lớp 11 cũng được dùng đến bằng cách lồng ghép vào các câu hỏi. Ví dụ như câu hỏi số 18 liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ, thì hiện tượng cảm ứng điện từ được học ở lớp 12, nhưng cái phần mà tính cường độ dòng điện ấy, I bằng U trên R, thì là kiến thức của chương trình lớp 11. Hay một câu hỏi khác nữa là câu hỏi số 2 ở phần trắc nghiệm đúng sai, thì câu liên quan tính vận tốc, thì để tính toán được vận tốc này, cái hiện tượng này liên quan đến lực từ, và để tính toán được cái vận tốc này thì phải liên quan đến lực hướng tâm. Lực hướng tâm chúng ta được học ở lớp 11, ở lớp 10. Như vậy chúng ta có thể hiểu là cái phần kiến thức của lớp 10, lớp 11 sẽ được dùng để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài tập mà đề cập đến trong chương trình 12. Hay nói một cách khác là đề thi này thì chủ yếu là kiến thức lớp 12, tuy nhiên chúng ta vẫn phải nắm được kiến thức của lớp 10, lớp 11, có kỹ năng để xử lý những bài toán lớp 10, lớp 11, thì lúc đấy mới vận dụng vào để giải quyết bài toán sau đề thi này. Thế đấy là cái thứ hai là nói về phạm vi kiến thức. Tiếp theo là cái đề thi này thì thầy thấy có một số điểm nữa mà chúng ta cần lưu ý. Ví dụ như câu hỏi số 2 liên quan đến một cái máy sưởi dùng nước nóng, thì trong chương trình không đề cập đến các loại máy sưởi này. Tuy nhiên đề bài mô tả rất rõ nguyên tắc hoạt động, và từ đó khi chúng ta đọc ra, chúng ta hiểu nguyên tắc hoạt động, chúng ta sẽ biết được là dùng phần kiến thức nào để giải quyết được bài tập này. Thì những câu hỏi kiểu như thế là câu hỏi rất hay. Nó làm cho chúng ta khi học vật lý không thuần túy là chỉ làm bài tập tính toán bình thường, mà chúng ta phải kết nối được các kiến thức vật lý này để giải quyết được bài toán trong thực tế. Đấy là những cái nhận định sơ bộ của thầy liên quan đến đề thi minh họa này. Thầy chú ý thêm một điều nữa là cái loại câu hỏi mà trước đây là những câu hỏi khó nhất của đề thi, thì nó phải dùng rất nhiều kiến thức kỹ năng của toán vào đấy. Cái hàm lượng vật lý ở đấy thì không nhiều lắm, nhưng để giải quyết được bài toán đó thì phải dùng rất nhiều kỹ năng toán. Thì với đề thi như đề thi minh họa này, thì cái loại câu hỏi mà phải dùng rất nhiều kỹ thuật tính toán của toán để làm được giảm đi rất nhiều.
và nó thiên về việc là chúng ta giải quyết các vấn đề đặt ra của vật lý. Với đề thi như này thì thầy nghĩ là cách học của chúng ta sẽ có nhiều sự thay đổi. Cái thứ nhất là chúng ta phải học để hiểu rõ bản chất hiện tượng vật lý và phải tư duy là các hiện tượng vật lý này nó sẽ liên quan đến các thiết bị máy móc nào trong thực tế, và chúng ta phải giải thích được cái hiện tượng đó. Thì thầy cho rằng là với cái đề thi này thì cái định hướng học tập của chúng ta sẽ khác và nó sẽ làm cho môn vật lý thú vị hơn, gần gũi hơn cuộc sống. Thầy, đấy là một số nhận định sơ bộ của thầy liên quan đến cái đề thi minh họa này. Hy vọng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình định hướng học tập và ôn tập để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2025. Thầy xin chào các bạn. Xin chúc các bạn đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi tới.